Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Zyfy. Đây là một dự án ở trên mạng ZKSYNC, và dự án này thì đã được nhắc tới ở trên trang Twitter chính của ZKSYNC. Và đây là một dự án sử dụng công nghệ Paymaster, và chắc chắn là liên quan đến HOLD Việt Nam rồi. Đấy, nhưng mà HOLD là một hiện tượng đứng đầu của Paymaster của bên hệ ZKSYNC nhé, anh em đừng nghe đến chữ Việt Nam anh em mặc có suy nghĩ gì cả. Đối với cái dự án Zyfy này thì chúng ta sẽ tham gia như sau. Chúng ta trước tiên là các bạn sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ kết nối ví mê tâm mắt chúng ta và dĩ nhiên các bạn ở để trên mạng ZKSYNC rồi. Ở đây thì lưu ý với anh em là chúng ta sẽ cần phải chu�n bị một ít ETH ở trên mạng ZKSYNC. Mình nghĩ là khoảng 0,02 ETH để làm dự án này, hoặc là đấy là ít đấy, mình nghĩ là 0,025 thì là tốt nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ ký ở trên ví. Chưa được à? Chưa được đúng không? Thôi làm trước cái nhiệm vụ follow đi, làm trước nhiệm vụ follow nhé. Mình sẽ follow luôn đi, follow để cho nó nhanh, cho phép quyền ứng dụng này. Rồi ok, rồi mình follow luôn thì được luôn này. Rồi đây nó sẽ có các cái nhiệm vụ trong này. Đây là nhiệm vụ để chúng ta boss file, xin đi nỗi nội ký. Mình sẽ thử này. Nó vẫn chưa cho ký. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ phía dưới trước đi. Thực hiện các nhiệm vụ phía dưới là thực hiện một cái lệnh ở trên, thực hiện một lệnh swap ở trên Zyfy nhé. Chúng ta sẽ dùng ATH. Chúng ta sẽ swap sang HOLD đi. HOLD nhé. Các bạn có thể có lựa chọn trả phí với Paymaster, nhưng mà hiện tại thì mình chưa trả phí được với Paymaster thì mình sẽ dùng tạm hold đi. Đấy. Dùng dùng tạm ETH nhé. 0.02 này. Rồi, nó đang chọn những. Rồi ta sẽ swap này. Rồi. Từ ETH sang hold nhé. Các bạn có thể vào company. Chờ một ít phút thì chúng ta sẽ được hold này. Rồi chúng ta sẽ back lại bên này. Thực hiện một lệnh swap này. Tiếp theo, đến đây là chúng ta đến với nhiệm vụ ZK Maker. Đây nhiệm vụ chúng ta sẽ có nhiệm vụ, chúng ta có thể dùng nhiệm vụ min vào đây. Trên này thì các bạn có thể tương tác bằng cách là các bạn có thể làm min một cái NFT, hoặc là các bạn mua một cái NFT như này. Đây, ví dụ mình min một cái NFT này, đơn giản nhất là min một cái NFT ở trên đây này. Cái phần thông tin phía dưới đây thì các bạn cũng có thể là rồi các bạn có thể min luôn. Min cái này thì các bạn sẽ mất một ít phí nhé. Ôi mất cả 1 đô tiền phí luôn. Hơi cao nhỉ. Hay là mình không min nữa chứ. Không min nữa nhé. Không min NFT nữa, mình đi mua. Mua thì đi tìm con nào rẻ mua thôi. Không có con nào rẻ nhỉ. Static. Không có em nào rẻ thật. Đấy, các bạn có thể lên sau đây min. Hôm nay mình vừa thao tác min rồi, mình khả năng mình không min nữa vì nó hơi tốn kém. Đấy. Các bạn nào muốn người ta có thể là thao tác min nhé, min được hết 1 đô thôi. Thế mà mình này tiết kiệm thôi thì min đi, min cho anh em ta nhìn thấy, còn đến lúc mà các bạn không làm được khá là dở. Hết hơn 1 đô nhé.
Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến trở lại với cái này. Sau này còn nhiệm vụ nào nữa? Nhiệm vụ tiếp theo. Tương tác được cái này rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục swap cái này sang này đây. Swap host sang nhé. Hôm nay thì không biết được mấy hầu nhỉ. Để check xem nào. Cái này thì các bạn có thể trả ví bằng hầu. 14. Ở đây thì mình sẽ swap là 148 đấy. Để giữ được một lượng hầu nhé. Mình sẽ chọn trả phí với hầu này, được chưa? Và bây giờ nó sẽ ước tính phí đây. Phí ga dưới. Đây sử dụng tính năng Paymaster anh em. Paymaster thì nó sẽ trả phí bằng hầu. Này thì các bạn chỉ cần ký thôi. Vì đây là dùng tính năng Paymaster, các bạn yên tâm, Paymaster thì không sợ. Rồi. Tiếp theo. Đây cũng ký luôn, nó sẽ trừ vào cái hold của anh em còn trên ví ấy. Rồi. Đấy. Đây là anh em đã sử dụng cái tính năng Paymaster về hold đấy. Đây cũng là một trong những cái tiêu chí mà nhiều KOL cho rằng có thể là cái tiêu chí có restricted trong tương lai. Cái Gravita các thứ và Zeronand này các thứ anh em chúng ta cũng có thể là làm thêm những cái này bot thôi. Đấy, ta có thể làm thêm nhé, kể cả cái này anh em cũng có thể làm được. Đấy, nhưng mà mình thôi chắc mình làm đến đây thôi. Em thấy là ở đây có point này, mỗi cái là nhận được một point. Đấy, những nhiệm vụ làm thêm thì anh em có thể làm thêm, chủ yếu là cái nhiệm vụ tester này thôi. Cái đoạn này link dev này nếu mà lỗi thì anh em dùng cái ví OKS Wallet nhé. Ví MetaMask thì có thể bị lỗi đấy, thì bạn dùng ví OKS Wallet là chuẩn ăn ăn 100% nhé. Đấy. Các bạn có thể đăng nhập trên ví OKS Wallet cũng được. Bên này thì mình cũng thấy là khá là ok, không vấn đề gì cả. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án DeFi. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.